Người bạn được Phi Nhung hứa sẽ cưới khi về già, thực hiện mong muốn trước khi mất của cố nghệ sĩ, sự ra đi của Phi Nhung ở tuổi 51 đến nay vẫn khiến nhiều khán giả và đặc biệt là những người đồng nghiệp thân thiết của nữ ca sĩ bàng hoàng và thương tiếc. Hơn ai hết, những người bạn, những người đồng nghiệp đã từng gắn bó với cố nghệ sĩ trong suốt sự nghiệp của cô là người đau lòng hơn ai hết khi nghĩ về những kỷ niệm cùng với Phi Nhung, cũng như những mong muốn chưa kịp thực hiện của nữ ca sĩ trước khi mất, mới đây Chuyên gia trang điểm Nhất Bình đã cho chia sẻ những hình ảnh vô cùng xúc động trong buổi viếng thăm Phi Nhung. Anh được biết đến là người bạn vô cùng thân thiết và cũng là người đàn ông duy nhất từng có khoảng thời gian dài sống chung nhà với nữ ca sĩ. Trong bài viết, Nhất Bình cũng bất ngờ chia sẻ về một mong muốn chưa kịp thực hiện của Phi Nhung, nam chuyên viên trang điểm đã tiết lộ một đoạn tin nhắn với người chăm sóc cho Phi Nhung khi cô nằm viện. Theo đoạn tin nhắn được chia sẻ, nữ ca sĩ khi nằm trên giường bệnh đã rất thèm ăn khoai lang mật. Chính vì vậy, Nhất Bình đã hứa sẽ mua món ăn này cho Phi Nhung ngay sau khi cô quay về Mỹ. Tuy nhiên, lời hứa cho kịp thực hiện thì nữ ca sĩ đã qua đời. Trong ảnh, Nhất Bình đã mang món ăn Phi Nhung muốn ăn đến tỉnh xá Giác An ở California, Mỹ, nơi mà con gái của Phi Nhung đã chọn để làm lễ cầu siêu để tưởng nhớ nữ ca sĩ quá cố. Trước đó, Buổi lễ được tổ chức với sự tham gia của người thân và số ít bạn bè, đồng nghiệp. Chuyên gia trang điểm Nhật Bình cũng có mặt để cầu nguyện cho người bạn bạc mệnh của mình trước di ảnh của Phi Nhung, Nhật Bình xúc động thấp nén ngang rồi đặt lên bàn thờ những món mà nữ ca sĩ yêu thích lúc sinh thời. Bé Phi Nhung ơi, đứa em chăm sóc cho bé trong bệnh viện nhắn lại nên tôi đem khoai lang mật đến cho bé nè. Sáng nào bé cũng uống cappuccino cho tỉnh táo để đi diêm nên tôi mua nè nha cứ nghỉ ngơi bình an nha bé cả nhà thương bé bạn thân phi nhung nghẹn ngào chia sẻ thuở sinh thời phi nhung không chỉ coi nhất bình là chuyên viên made up của mình mà còn coi anh là người bạn thân thiết nhất thậm chí nhất bình và phi nhung còn sống chung nhà một thời gian và tuyên bố sẽ cưới nhau sống chung một nhà khi về già Lời hứa chưa kịp thực hiện với nhất bình của Phi Nhung khiến người ở lại vô cùng đau lòng và thương nhớ. Xuất hiện trên một chương trình truyền hình vào năm 2019, Phi Nhung, nhất bình từng gây chú ý khi chia sẻ về tình bạn dành cho nhau. Nam chuyên viên trang điểm cho biết nữ ca sĩ là người anh thân thiết đầu tiên khi mới qua Mỹ. Cả hai cho biết sẽ cưới nhau và sống chung khi về già. Trên trang cá nhân, Nhất Bình đau xót, trách móc, người bạn thân không thực hiện lời hứa sao hứa với tôi là về già hai đứa sống chung nhà mà có thể thấy sự ra đi của phi nhung không chỉ để lại niềm tiếc thương trong lòng khán giả hâm mộ mà cả với những người đồng nghiệp bên cạnh cũng chính là nỗi đau rất lớn với tính cách gần gũi thân thiện và nhân hậu phi nhung thuở sinh thời luôn khiến nhiều người yêu mến cầu chúc cho gia đình và bạn bè thân thiết của cố ca sĩ sớm vượt qua mất mát quá lớn này